Mặc dù phiên chợ mùa hè đã gần khép lại rồi, nhưng câu chuyện đi hay ở của siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn chưa được giải quyết rõ ràng. Không biết một người đồng đội mới mà cũ của CR7 sẽ nói gì về câu chuyện này nhỉ? Cơn bão chấn thương luôn là vấn đề nan giải với huấn luyện viên Jurgen Klopp, chẳng trách ông luôn kêu ca về lịch thi đấu. Mới đây, thuyền trưởng của Liverpool lại úp mở một thông tin được rất nhiều Liverpoolian mong chờ. Hãy cùng đến với màn đối đầu sớm và rất được mong chờ giữa Lazio và Inter Milan rạng sáng này. Bên cạnh đó, các phát biểu đáng chú ý cũng như các tin tức chuyển nhượng là những thông tin sốt dẻo sẽ có trong video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin sáng ngày 27 tháng 8 trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Cạnh kết quả của màn so tài căng thẳng giữa Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An ở vòng 14 V-League, câu chuyện về sức khỏe của cầu thủ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam trước thềm FIFA Days của đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng và thủ môn Bùi Tuấn Trường đã không thể có mặt trong danh sách thi đấu của đội bóng thủ đô. Khi nhận được câu hỏi của các phóng viên về sự vắng mặt của hai tuyển thủ này, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hà Nội ông Chu Jae Ho cho biết, thủ môn Tấn Trường gặp một vài vấn đề ở tay nên cậu ấy không thể ra sân ở trận đấu hôm nay, còn Hùng Dũng lại bị cảm nhẹ trong lúc tập luyện, vì vậy Dũng cũng không đủ thể lực để ra sân. Ở phía bên kia chiến tuyến, tiền đạo Phan Văn Đức cũng gặp một chút vấn đề ở cơ háng nên cầu thủ này cũng chỉ được huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng tung vào sân ở hiệp 2. Thuyền trưởng xứ Nghệ nói, Văn Đức bị đau ở cơ háng sau trận đấu của Sông Lam Nghệ An trước Viettel, vì thế tôi không muốn để cậu ấy ra sân ngay từ đầu. Ngoài ba thủ môn, như những thông tin đã đưa trước đó, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng sẽ phải nghỉ 2-3 tuần vì chấn thương cờ. Quá trình hồi phục của các cầu thủ sẽ phải rất gấp rút. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách đội tuyển sau ngày 13 tháng 9, thời điểm mà vòng 16 V-League kết thúc. Lazio tiếp đón Inter Milan trên thánh địa Olympico trong trận đấu sớm của vòng 3 Serie A. Màn thư hùng được coi là tâm điểm của vòng đấu này được dự đoán sẽ diễn ra rất căng thẳng bởi cả hai đội đều sở hữu những cái tên chất lượng ở cả ba tuyến. Trận đấu diễn ra với thế trận giằng co khi hai bên đều có những cơ hội của riêng mình và Bianco Celesti là đội được hưởng niềm vui trước với pha làm bàn của tiền đạo Felipe Anderson ở phút thứ 40. Trong hiệp thi đấu thứ hai, nhịp độ của trận đấu vẫn được hai đội giữ ở mức nhanh và cũng rất nhanh chóng. Lautaro Martinez quân bình tỷ số cho Nezazzurri với bàn thắng ở phút 51. Nhưng đó lại là tất cả những gì mà đoàn quân áo sọc xanh đen làm được. Bởi từ phút 75 đến 86, Luis Ambesto và Pedro đã lần lượt điền tên mình lên bảng tỷ số, qua đó mang về chiến thắng 3-1 cho các cổ động viên của Lazio. Theo nguồn tin từ nhà báo David Ornstein, Barcelona được cho là đăng ký thành công tân binh Jules Koundé và trung vệ người Pháp sẽ sẵn sàng ra trận với Real Valladolid vào rạng sáng thứ hai. Tờ The Athletic cũng xác nhận điều này. Trong buổi họp báo trước trận gặp Southampton, huấn luyện viên Erik ten Hag đã có những chia sẻ về tình hình lực lượng của đội bóng. Nhà cầm quân người Hà Lan cho biết, Anthony Martial có thể sẽ không ra sân ở trận đấu ngày mai do một vài vấn đề với Gottschalk. Tôi không thể nói trước được, chúng tôi vẫn phải chờ đợi, hy vọng cậu ấy sẽ sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, Kamanosian cũng rất mong chờ sự góp mặt của tân binh Casemiro. Erik ten Hag nói, thể trạng của Casemiro rất tốt, cậu ấy cũng đã hoàn tập tất cả buổi tập của mình cùng toàn đội. Theo nhà báo Fabrizio Romano, tiền vệ Ander Herrera vừa đồng ý chấm dứt hợp đồng với Paris Saint-Germain và sẽ quay trở lại mái nhà xưa Athletic Bilbao dưới dạng tự do, nơi anh rời đi vào năm 2014 để đến với Man United. Tờ Le Parisien cho hay quá trình đàm phán hợp đồng đang được các bên thảo luận. Sau nhiều nỗ lực có vẻ như thương vụ chiêu mộ Wesley Fofana của Chelsea sắp đi tới hồi kết. Theo đó, The Blue và Leicester đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng trung vệ người Pháp. Hiện tại, cầu thủ 21 tuổi vẫn tập cùng đội U23 và chắc chắn anh cũng sẽ vắng mặt ở trận gặp đội chủ sân Stamford Bridge của Bầy Cáo. Trong nỗ lực gia cố hàng tiền vệ, Liverpool được cho là muốn chiêu mộ tiền vệ Leandro Paredes của Paris Saint-Germain, đổi lại The Kop sẵn sàng bán Roberto Firmino cho gã khổng lồ nước Pháp. Hiện tại, Paredes và Firmino đều được định giá vào khoảng 25 triệu euro đến 30 triệu euro. Nicolas Pepe là cầu thủ được Arsenal đưa vào danh sách thanh lý, vì vậy những sự thay thế là điều được tiên đoán từ trước. Chẳng thế mà trong buổi phỏng vấn với tờ Goal, huấn luyện viên Mikel Arteta đã tiết lộ kế hoạch chuẩn bị cho sự rời đi của những cầu thủ như Pepe. Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói,
chúng tôi đã lên kế hoạch để thay thế những cầu thủ rời đi như Nicolas Pepe và câu lạc bộ sẽ cố gắng thực hiện nó. Trong các phương án được lên sẵn, việc Pepe rời đi là điều có thể xảy ra và giờ nó đã trở thành sự thật. Arsenal đã dành ra 2 tháng qua để làm những gì cần thiết. Phó thủ để một cái tên ra đi và chắc chắn chúng tôi sẽ phải mang về một ai đó. Lực lượng là điều cần được đảm bảo, nhưng điều đó chỉ có nghĩa khi những sự thay đổi phải góp mặt trong thành phần của đội bóng. Một trong những lý do chính khiến Liverpool để thua trước Man United trong trận derby nước Anh vừa rồi là sự thiếu hụt về mặt lực lượng. Theo những thông tin trước trận đấu đó, bão chấn thương đã quét qua sân Anfield và lấy đi 8 cầu thủ của The Kop. Vì vậy, có thể thấy vấn đề nhân sự đang là một cơn đau đầu không hề dễ chịu dành cho huấn luyện viên Jurgen Klopp. Trong buổi họp báo cho trận đấu với Bournemouth vào tối này, nhà cầm quân người Đức đã úp mở khả năng mang về thêm một số tân binh để đối phó với cơn bão chấn thương. Huấn luyện viên Klopp cho hay, tôi không biết liệu Liverpool có thể mang thêm về bất cứ một cái tên nào trước khi phiên chợ hè kết thúc hay không, nhưng câu lạc bộ đang liên tục làm việc cật lực ở mảng này. Ban lãnh đạo giải thích những lý do vì sao một số thương vụ không thể xảy ra, đôi khi chúng quá đắt hoặc vấn đề nằm ở phía cầu thủ chúng tôi nhắm đến. Nhưng trên hết, điều kiện tiên quyết để mua một ai đó là người ấy phải phù hợp với triết lý của đội bóng. Hiện tại, bộ phận tuyển trạch vẫn làm việc miệt mài để xem điều đó có xảy ra hay không. Tôi cũng không biết nữa. Rất nhiều người ao ước có được sự nghiệp của Toni Kroos. Tiền vệ người Đức đã giành được gần như tất cả các danh hiệu cao quý trong đời cầu thủ, từ vô địch quốc nội Champions League cho đến những chức cúp danh giá cùng đội tuyển quốc gia. Trong buổi phỏng vấn mới đây với tờ Marca, huyền thoại của bóng đá Đức ông Lothar Matthäus đã dành cho người hậu bối của mình những lời góp cánh. Cựu tuyển thủ người Đức nói, tôi sẽ nói rằng Toni Kroos là người giỏi nhất. Hãy nhìn vào những danh hiệu mà cậu ấy giành được. Kroos có một Champions League với Bayern và 4 với Real, nổi bật là chức vô địch World Cup vào năm 2014. Toni rất thông minh và chính xác trong từng quyết định xử lý bóng. Cậu ta cũng có khả năng di chuyển tốt. Chưa hết, nhờ vào tầm nhìn rộng của mình, Kroos luôn biết chính xác thời điểm làm dịu nhịp độ bận rộn của Real Madrid. Chỉ còn vài ngày nữa là phiên chợ hè sẽ chính thức khép lại, nhưng tương lai của Cristiano Ronaldo vẫn chưa được giải quyết. Vẫn có những tin đồn về việc huyền thoại người Bồ Đào Nha chia tay Man United để trở về đấu quân cho đội bóng ở quê hương Sporting Lisbon. Là một người rất hiểu Ronaldo và từng chứng kiến CR7 rời khỏi Real Madrid để cập bến Juventus vào năm 2018, Casemiro vừa nêu ý kiến của mình về câu chuyện đi hay ở của chân sút mang áo số 7. Khi được các phóng viên của ESPN Brazil hỏi về tương lai của Ronaldo, tân binh của Quỷ Đỏ đáp, chúng ta đang nói về một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Ronaldo biết tôi tôn trọng anh ấy rất nhiều. Hy vọng Cristiano sẽ ở lại Man United. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, một nhà vô địch, một người thủ lĩnh. Ronaldo còn ghi rất nhiều bàn thắng nữa, vì thế anh ấy rất quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi nói chung một ngôn ngữ và kể từ ngày đầu tiên tôi đến đây, Cristiano đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thực sự hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục đồng hành cùng toàn đội. Một câu chuyện khác cũng được rất nhiều các Manusian quan tâm là số áo của Casemiro. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, trang chủ của Man United đã ra thông báo rằng cựu tiền vệ Real Madrid sẽ mặc số áo 18 ở đội bóng mới. Chia sẻ về quyết định chọn số của mình, Casemiro tiết lộ cảm hứng khiến anh chọn số 18 là từ huyền thoại Pusco của đội bóng. Tuyển thủ người Brazil nói với Man United TV, nếu nói về thần tượng ở vị trí tiền vệ, từ hồi nhỏ tôi luôn coi đó là Zinedine Zidane. Nhưng nếu chỉ tính ở phạm vi của Man United, nó sẽ luôn là Pusco. Scholes đã ở đây từ khi còn rất nhỏ, nhưng anh ấy đã cháy hết mình mỗi khi đứng trên sân và mang về nhiều danh hiệu cho đội bóng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Bản Tin Sáng trên kênh Bình Luận Viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.